Ngày 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức vụ trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức vụ trợ lý Tổng Bí thư. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng ở cương vị mới, các đồng chí không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tiếp tục phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức Thư ký Tổng Bí thư. Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, đồng chí Tô Ân Sô phát biểu tiếp thu sự chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng, hoàn thành tốt trọng trách được giao phó. Đồng chí mong nhận được sự chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.